Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản, thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Trong đó, Thủ tướng chỉ đạo một số nhiệm vụ về thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản như sau: tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính không thực sự cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp; tập trung hơn nữa cho 3 động lực tăng trưởng gồm tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đầu tư; đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, chuyển đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch; đa dạng hóa sản phẩm nông sản, đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh; đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử, phát triển đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ nông sản.